lý do chị gái nam em dừng chân ở top 10 Miss Universe Việt Nam 2023. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, trưởng ban giám khảo Miss Universe Việt Nam 2023, nói Lệ Nam là thí sinh có ngoại hình nổi bật nhưng do gặp vấn đề sức khỏe nên chỉ dừng chân ở top 10. Lệ Nam là trường hợp tôi rất tiếc vì ban đầu các giám khảo kỳ vọng em ấy vào top 5 chung cuộc dễ dàng. Ngày cuộc thi khởi động, thái độ và tinh thần của Lệ Nam rất hào hứng. Nhưng ở chặng sau, em gặp vấn đề sức khỏe nên tinh thần, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Trước chung kết, Lệ Nam nhập viện, phải có người đóng thế em trên sân khấu tổng duyệt. Điều này ảnh hưởng nhiều đến thành tích của em. Bà Nga nói với Ngôi Sao hôm 30 tháng 9. Lệ Nam diễn trang phục dạ hội trong chung kết Miss Universe Việt Nam tối ngày 29 tháng 9. Lệ Nam chia sẻ cảm xúc sau khi trượt top 6 Miss Universe Việt Nam 2023. Về phía Lệ Nam, cô nói mình buồn khi trượt top 6 nhưng tôn trọng kết quả và đánh giá của ban giám khảo. Cô mất nhiều thời gian chuẩn bị, đầu tư thi Miss Universe Việt Nam. Do đó, đây là cuộc thi nhan sắc cuối cùng cô tham gia. Người đẹp nói 18 thí sinh ai cũng xứng đáng trở thành hoa hậu. Cuộc thi là động lực để tôi theo đuổi những lý tưởng cao đẹp. Tôi luôn có vương miện cho chính mình. Tôi biết rõ mình không hoàn hảo. Lần thi này giúp tôi tìm được chính mình. Đam mê lớn nhất là ca hát nên tôi sẽ ra MV để cảm ơn khán giả, cô nói. Lệ Nam thi lại Miss Universe Việt Nam sau khi vào top 16 và giành giải Best Face năm trước. Ngoài gương mặt đẹp, Lệ Nam có câu chuyện truyền cảm hứng. Cô từng là nạn nhân của bạo hành gia đình nên muốn thực hiện các dự án cộng đồng giúp đỡ trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh tương tự. Năm nay, khả năng ngoại ngữ của Lệ Nam được cải thiện. Người đẹp sinh năm 1996, quê Tiền Giang, là chị gái song sinh của nam em. Cô cao 1,75m, số đo 3 vòng 82, 60, 90cm. Cô từng tham gia cuộc thi duyên dáng Bolero 2018, The Face 2018, đoạt quán quân người mẫu thời trang Việt Nam cùng năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.